Người chế thế tôi. Là Kim phu nhân. Kim phu nhân nào hả? Còn Kim phu nhân nào chứ? Chính là chủ mẫu của Kim phủ. Ăn nói lung tung, chết tới nơi còn đổ oan cho người khác. Đánh cho thắng đi. Khoan đã, lời ngươi nói thật không? Tôi không nói lung tung, tôi không dám nói lung tung. Đưa hắn vào đây. Đi, quỳ xuống. Quỳ xuống. A Quý đã khai ra hết rồi, bà đừng diễn kịch nữa. Chính là bà đã sai hắn đi bắt mẹ tôi, cũng chính là bà đã sai hắn giết bà đỡ. Nếu không phải Nguyên Bảo tới sớm một bước, mẹ tôi đã mất mạng rồi. Ngươi nói lung tung gì vậy? Trước giờ ta chưa từng sai A Quý làm những chuyện như vậy. Phu nhân, tôi cũng không muốn khai, nhưng nơi lao ngục đó thật sự không phải chỗ cho người. Thà tôi chết đi còn hơn. Phu nhân, bà hãy nể tình chủ tớ bao nhiêu năm nay. Tôi cầu xin bà hãy kêu thiếu gia để tôi chết nhanh đi. Kim phu nhân, tất cả những lời tôi nói hôm nay, mỗi một câu đều là sự thật. Nếu bà thấy có điều giả dối, mong bà hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi, nói cho tôi biết. Phu nhân, phu nhân, người không sao chứ? Phu nhân, mẹ, phu nhân, phu nhân, mẹ, phu nhân, 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 phu nhân. Là Kim phu nhân. Kim phu nhân nào hả? Còn Kim phu nhân nào chứ? Chính là chủ mẫu của Kim phủ. Ăn nói lung tung, chết tới nơi còn đổ oan cho người khác. Đánh cho thắng đi. Khoan đã, lời ngươi nói thật không? Tôi không nói lung tung, tôi không dám nói lung tung. Thật ra khi cô đi tìm mẹ cô, tất cả hành động của cô, bà ta luôn sai tôi đi theo dõi. Muốn đổ oan cho người khác cũng phải khôn ngoan. Người nói dối đúng là chẳng có trình độ. Là thật đó, tôi không nói dối, là bà ta. Nhất định là bà ấy. Lần trước khi muội đi tìm mẹ muội được nửa đường thì bị chặn ép hỏi nơi ở của mẹ, kết quả là lần đầu tiên cứu viện bị thất bại. Trước đó đã chuyển mẹ muội đi rồi. Tới muội cũng ăn nói lung tung hả? Chuyện bà đỡ lần trước muội đã đổ oan cho mẹ, bây giờ còn tin lời của hắn, nói hồ đồ mà muội cũng tin. Muội không có. Thiếu gia, nghe tôi nói, chuyện của bà đỡ cũng là khi phu nhân chỉ thị tôi làm. Ngươi còn dám nói? Được, bây giờ đi tìm bà ấy đối chất. Mùi điên rồi hả? Mùi đối chất như vậy, mùi muốn nhà họ Kim không được yên sao? Chuyện liên quan tới an nguy của mẹ, đương nhiên mùi phải đi hỏi rõ. Quỳnh không muốn đi, Quỳnh không chấp nhận sự thật hay sao? Lời nói dối vu oan mà mùi cũng tin. Được thôi, đối chất thì đối chất, ai sợ ai. Người đâu? Dạ, dạ. Đưa A Quý xuống dưới. Bệnh rồi sao? Dạ, nghe nói bà ta bị nôn mửa, buồn nôn, lồng ngực đau thắt. Tìm đại phu chưa? Trường Phong ở bên đó rồi. Hình như là bị trúng độc, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Trúng độc sao? Đang yên đang lành trong phủ, tại sao lại trúng độc? Chuyện này liệu có gì dối trá không? Nghe nói Ngọc Thị vừa bị bệnh, thiếu gia luôn ở bên cạnh bà ta. Ý của ngươi là bà ta đang giở trò khổ nhục kế? Đưa hắn vào đây. Đi, quỳ xuống. Quỳ xuống. Xin lỗi phu nhân, chuyện bà sai bảo tôi vẫn chưa làm được. Ngươi nói gì vậy? Ta sai ngươi làm cái gì? A Quý đã khai ra hết rồi, bà đừng diễn kịch nữa. Chính là bà đã sai hắn đi bắt mẹ tôi, cũng chính là bà đã sai hắn giết bà đỡ. Nếu không phải Nguyên Bảo tới sớm một bước, mẹ tôi đã mất mạng rồi. Ngươi nói lung tung gì vậy? Trước giờ ta chưa từng sai A Quý làm những chuyện như vậy. Phu nhân, tôi cũng không muốn khai, nhưng nơi lao ngục đó thật sự không phải chỗ cho người. Thà tôi chết đi còn hơn. Phu nhân, bà hãy nể tình chủ tớ bao nhiêu năm nay. Tôi cầu xin bà hãy kêu thiếu gia để tôi chết nhanh đi. Đừng có nói lung tung. Sao phu nhân có thể hạ thủ với thông gia của mình được? Thật hay cho tình cảm chủ tớ, bà còn gì để nói sao? Mùi thà tin lời của kẻ xấu này, cũng không thèm tin mẹ ta. Quỳnh nói mùi làm sao tin đây? A Quý là người đi theo bà ấy suốt mười mấy năm, hắn chính là người của bà ấy. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Ngọc Kỳ Lân, cũng vì ta nể mặt Nguyên Bảo mới cho nó lấy cô, không có nghĩa là cô làm sằng làm bậy. Cô nghe lời của tên cẩu nô tài này, tức
là cố ý đổ oan cho ta. Nguyên Bảo, con hãy điều tra kỹ tên cẩu nô tài này. Dạ. A Quý, ngươi nói mẹ ta sai ngươi giết người, ngươi có chứng cứ gì không? Phu nhân dặn tôi làm gì? Chỉ bằng một câu nói, tôi lấy đâu ra chứng cứ? Số mạng thối nát của A Quý chỉ tới đây thôi. Thưa già, tôi xin cậu, cậu cứ xử A Quý cho nhanh đi. Chứng cứ phải không? Nếu đã dám làm nhất định sẽ có chứng cứ. Mẹ tôi vừa mới ăn chè do bà đưa tới, sau khi ăn xong thì bị nôn mửa rồi tiêu chảy. Trường Phong nói trong đó có cây trúc đào, nếu nghiêm trọng sẽ làm chết người. May mà mẹ tôi mạng lớn, bà ấy chỉ ăn nửa chén thôi. Cô nói chè gì? Ta có sai ai đem chè tới đâu. Chuyện tới nước này nhân chứng vật chứng có đủ, bà còn muốn sao nữa chứ? Mẹ ta nói bà ấy không sai người đem chè tới. Mọi nghe bà giải thích trước đã. Thiếu phu nhân, cô hãy bớt giận. Tôi ở bên cạnh phu nhân cả ngày, nãy giờ phu nhân không hề sai người đi đưa chè gì đó cho mẹ cô, cũng không chỉ thị A Quý đi giết mẹ của cô. Bà chứng minh, bà lấy gì chứng minh? Nếu bà ta là chủ mưu thì bà chính là đồng lõa. Các người giống dĩ là một bọn mà chứng minh cái gì? Bà tự nghĩ lại coi, bao nhiêu năm nay bà giúp bà ta bao nhiêu chuyện trái lương tâm rồi. Ngọc Kỳ Lân, muội đừng có quá đáng nữa. Rõ ràng là có người mưu tính đổ oan cho mẹ ta. Muội hãy bình tĩnh một chút đi. Được. A Quý, ta hỏi ngươi, có phải ngươi giết bà Đỡ hay không? Chuyện của bà Đỡ là do phu nhân dặn tôi làm. Phu nhân không cho tôi làm lớn chuyện, cho nên tôi đã dùng gối để bịt chết bà Đỡ. Kim phu nhân, chuyện tới nước này bà còn gì chối cãi không? Chuyện gì cũng có động cơ hết. A Quý, ngươi thử nói xem, sao phu nhân lại sai ngươi giết người? Tôi cũng không biết gì sao nữa. Tôi là con chó được phu nhân nuôi, phu nhân kêu tôi cắn ai thì tôi cắn. Lần nhì, lần nhì, lần nhì. Phu nhân, bà đã hứa với tôi sẽ chăm sóc thật tốt người nhà của tôi, nói được phải làm được. Độc phụ! Không phải ta, không phải ta. Mẹ, đừng sợ, có con đây. Lần nhi, chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi chúng ta có thể ở lâu. Sao mẹ luôn muốn bỏ qua cho bà ta? Bà ta muốn giết mẹ đó. Lần nhi, mẹ xin con mình đi thôi, có được không? Ngọc Kỳ Lân, nếu muội còn nói năng vô lễ, đừng trách ta không khách khí với muội. Muội có thể đổ oan cho mẹ, nhưng mà hãy đưa ra chứng cứ đi. Kim Nguyên Bảo, tới bây giờ huynh vẫn không chịu chấp nhận sự thật, có đúng không? Thiếu gia nói rất đúng, chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Phu nhân cao quý như vậy, sao lại phải ra tay với bà Đỡ và mẹ của thiếu phu nhân? Được, bây giờ muội nói cho huynh nghe. Kỳ Lân, tại sao mẹ huynh phải làm nhiều chuyện không rõ ràng như vậy? Kỳ Lân, Kim Nguyên Bảo, huynh luôn không tin là Kim phu nhân đã sai người đi làm những chuyện xấu này. Là bởi vì huynh cảm thấy mẹ huynh không có lý do để làm chuyện này. Muội nói cho huynh biết tại sao. Đó là bởi vì bà ta không phải là mẫu thân của huynh. Hơn nữa, người đang đứng bên cạnh của muội chính là người đã được bà Lưu đỡ đẻ năm đó, Dương Dì Nương. Bà ấy mới thật sự là mẫu thân của huynh. Hai mươi năm trước, bà ấy làm thiếp của Kim Tướng Quân. Bà đã sinh ra huynh. Sau đó Kim Tướng Quân tự trọng sa trường. Mẹ huynh, không, phải nói là Kim Phu Nhân, bà ta đã cướp huynh từ chỗ của mẹ muội, sau đó đuổi mẹ muội ra khỏi Kim Phủ. Cho nên Kim Phu Nhân phải giết chết bà Đỡ điên đó. Là bởi vì bà ta đã biết bà Đỡ biết tất cả mọi chuyện. Bà ta còn sợ chuyện bại lộ, nên nhất định phải giết người diệt khẩu. Bây giờ lại bắt giữ mẹ muội, sai người hạ độc, vì sợ bà ấy nói hết sự thật. Đuổi cùng giết tận tất cả, là muốn để bí mật cướp con này mãi mãi bị chôn vùi. Huynh cho là muội bất chấp nguy hiểm tới Kim Phủ để làm gì? Chính vì muội muốn giúp mẹ muội tìm đứa con trai bị người ta cướp đi hai mươi mấy năm trước. Tại sao muội lại biết trên lưng huynh có vết bớt? Đó là mẹ muội nói cho muội biết, nên muội mới vào Kim Phủ để xác thực vết bớt trên người của huynh, để coi rốt cuộc huynh có phải là hài nhi năm xưa của mẹ muội không. Trên đường trở về, tại sao muội phải đưa huynh tới núi Nga Mi? Là để huynh và mẹ huynh nhận nhau, nhưng mẹ lại bảo vệ huynh, nhẫn nhịn không chịu nhận huynh, vì bà sợ làm huynh tổn thương. Còn nữa, khi chúng ta đi Đông Lộ Hà,
tại sao muội sốt ruột tìm bà đỡ chính là vì muội muốn tìm ra chứng cứ năm đó. Tất cả những gì muội nói đều là sự thật. Nếu như huynh không tin, huynh có thể hỏi cố đại nương, hoặc huynh có thể hỏi chính cái người mà huynh gọi mẹ suốt 20 mấy năm. Huynh hãy hỏi bà ta, để bà ta tự nói với huynh bà ta đã cướp con người khác như thế nào, nhìn cảnh mẫu tử người ta phải xa nhau, phải chịu sự giày vò và đau khổ như thế nào, còn muốn đuổi cùng giết tận giết người diệt khẩu. Kim phu nhân, tất cả những lời tôi nói hôm nay mỗi một câu đều là sự thật. Nếu bà thấy có điều giả dối, mong bà hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi nói cho tôi biết. Ngọc Kỳ Lân, ta nói cho muội biết, mỗi câu mỗi từ mà muội nói ta đều không tin. Muội thực sự đã nhìn nhầm huynh rồi. Tới mẫu thân của mình mà huynh còn không nhận. Phu nhân, phu mẹ. Phu nhân, người không sao chứ? Phu nhân, mẹ. Phu nhân, phu nhân, mẹ. Phu nhân, phu nhân, mẹ. Phu nhân, 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 phu nhân.